Thưa quý vị, những năm gần đây, vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất và con người Bắc Giang đã được nhiều nhiếp ảnh trẻ của tỉnh thổi hồn qua những tác phẩm nghệ thuật đạt thành tích cao trong các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Vâng, những kết quả đó thêm khẳng định vị thế của nhiếp ảnh Bắc Giang trong làng nhiếp ảnh của Việt Nam. Trong câu chuyện văn hóa hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tỉnh Bắc Giang cùng các tác phẩm nghệ thuật của họ. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 vừa được tổ chức tại Việt Nam đã quy tụ hơn 1.500 tác giả đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 17.000 tác phẩm dự thi. Tỉnh Bắc Giang đã vinh dự có 10 tác phẩm lọt vào triển lãm và 2 tác phẩm đoạt giải. Đại đa số những tác phẩm ấy đều được thực hiện bởi các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh ở tỉnh. Cái thời điểm mình chụp cây gạo này thời điểm vào cuối mùa hạ là bắt đầu ra hoa rất đẹp. Thế khoảnh khắc thì vào buổi chiều, lúc đấy là ánh nắng chiều rất đẹp. Mình đợi mãi cái khoảnh khắc này là bắt đầu từ đầu chiều đến cuối buổi chiều mới chụp được cái bức này. Khi mình đến một nơi chụp thì cũng gần nhiều khi là chưa biết là mình sẽ chụp cái gì, nhưng mà mình càng đi mình càng trải nghiệm, thì trong quá trình trải nghiệm đấy lại có những cái mình phát hiện ra mới hơn đấy. Thì là những cái mới mẻ đấy thì nó là một điều rất là thú vị trong cuộc sống. Hiện nay, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Bắc Giang của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 6 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trong số 16 hội viên. Mặc dù mỗi hội viên có điều kiện tham gia hoạt động nhiếp ảnh khác nhau, nhưng luôn tích cực sáng tác để có tác phẩm xét chọn trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật ở khu vực, trong tỉnh và nhiều cuộc thi của các cấp, ngành, trung ương và địa phương. Năm 2020, Nguyễn Hữu Thông, Dương Tiến Dũng là hai gương mặt trẻ đạt được nhiều thành tích, qua đó giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong lựa chọn về đam mê nhiếp ảnh của mình. Bây giờ là nhiếp ảnh nó sẽ phát triển về cả về nội dung lẫn về kỹ thuật, về máy móc. Lên giới trẻ thì sẽ rất cập nhật rất là nhanh những cái xu thế, xu hướng và những cái phong cách mới để hòa nhập với nhiếp ảnh toàn quốc và nhiếp ảnh thế giới. Thì với tình yêu nhiếp ảnh của mình, các bạn trẻ cũng đã không ngại và đã lăn xả vào cái cuộc chống Covid căng go ác liệt như vậy, và với những hình ảnh thật là xúc động. Năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trại sáng tác âm nhạc nhiếp ảnh nhằm quy tụ những người yêu nhiếp ảnh trung ương và địa phương đến với tỉnh để sáng tác những tác phẩm về vùng đất, con người Bắc Giang qua lăng kính nghệ thuật. Đây chính là cơ hội để nhiếp ảnh tỉnh, đặc biệt các bạn trẻ tự tin thể hiện tài năng và sức sáng tạo của mình, góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, đóng góp vào nhiệm vụ quảng bá vùng đất và con người Bắc Giang.